Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Thủy Tiên mặc kệ giá vé Miss Grand Việt Nam đắt đỏ, vẫn chi tiền khủng tặng cho hàng trăm fan. Vừa qua, buổi fan meeting của Hoa hậu Thủy Tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với đông đảo sự góp mặt của các bạn trẻ. Nàng hậu đã cùng các khách mời đặc biệt như Lê Dương Bảo Lâm, Hiếu Thứ Hai pha trò và biểu diễn nhiều bài hát để tạo không khí cho ngày gặp mặt vô cùng đặc biệt của mình. Bên cạnh những hoạt động thú vị tại sự kiện, bất ngờ các fan của cô thổ lộ rằng chưa có vé tham dự trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ngay lập tức, Thủy Tiên tuyên bố sẽ tặng số lượng lớn vé cho tất cả những người có mặt tại buổi fan meeting để fan của cô có cơ hội được tham dự đêm chung kết hoành tráng của Miss Grand Việt Nam. Video cực xinh đẹp của đương kim Hoa hậu Hòa bình quốc tế tại buổi fan meeting. Đúng là idol nhà người ta. Thủy Tiên không muốn fan thiệt thòi, cô quyết định tặng toàn bộ vé cho những người có mặt tại buổi fan meeting. Nhiều người đã phải mắt tròn mắt dẹt vì độ chịu chơi của nàng hậu khi cô chi tiền khủng tặng cho gần hàng trăm fan vé tham dự Miss Grand Việt Nam. Trước đó, cộng đồng mạng từng than trời khi nhìn thấy bảng giá của đêm chung khảo và đêm chung kết cuộc thi. Bảng giá vé của Miss Grand Việt Nam được đánh giá là khá cao so với kinh tế của một số khán giả. Hành động của Thủy Tiên đã giúp đỡ cho nhiều fan mong muốn được đi coi cuộc thi nhưng lại không đủ điều kiện. Buổi fan meeting diễn ra với nhiều khoảnh khắc xúc động giữa Thủy Tiên và những người đã yêu thương cô. Ngay từ giây phút đầu tiên, người đẹp bước vào đường đua nhan sắc. Cô cùng ekip đã đầu tư kỹ lưỡng cho sự kiện giao lưu lần này. Đây được xem là dịp gặp mặt đặc biệt của cô và người hâm mộ trước khi chuyển giao lại vương miện Hoa hậu vào cuối tháng 10. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.